đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong những giải pháp đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề nhằm thu hút đầu tư, phục vụ phát triển công nghiệp tỉnh nhà. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã đưa 450 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó Nhật Bản 353 lao động, Đài Loan 50 lao động, thị trường khác 47 lao động. Ước cả năm 2024 đạt chỉ tiêu theo kế hoạch 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Sau thời gian làm việc tại nước ngoài, được tiếp cận học hỏi kỹ thuật, nâng cao tay nghề, tác phong công nghiệp, lao động trở về nước đều được doanh nghiệp săn đón tuyển dụng với mức lương cao hơn mặt bằng chung từ 3 đến 6 triệu đồng một tháng.